Tôm khô Bạc Liêu dầu gì cũng là món ăn nổi tiếng từ xưa tới nay, ai mà không thừa nhận. Lại còn mắm Ba Khía, đậm đà hương vị, tìm đâu cho có. Khi trời đang nắng bỗng chuyển những cơn mưa giông se lạnh, khiến lòng chợt thèm da diết. Mắm Sặc, mắm Lóc, dưa muối, tránh sao khỏi thèm quay quắt mỗi khi nhìn nồi cơm nóng, mà lòng chợt một thoáng nhớ lại nồi cơm lúa mới và mùa gặt nơi quê nhà. Quay về liền, tới sáng là về liền ha. Em hỏi anh văn câu ra sao? Trúng lắm em ơi, anh thả mồi anh đem câu văn. Phải hôm đó anh đem câu văn con cá nào ăn? Con cá hàm mồi con cá. Còn tôm cá thì khỏi phải nói. Bạc Liêu từ lâu vốn nổi tiếng là một tỉnh dồi dào sản vật bậc nhất Nam Kỳ kia mà. Đồng lúa bạc ngàn, ruộng muối mênh mông, cá tôm đầy nhảy trong đồng, ngoài biển. Từ cá biển cho tới cá đồng, không thiếu một thứ gì, mà toàn là những loại tròn lọc, tươi ngon, vì người Bạc Liêu vốn quá sành thưởng thức. Ê, Tư Râu ơi, mày qua mày rủ thằng Hai Lùng đi. Tao không được đi mày ơi. Ông Hai Lùng ơi, ông có đi thì ông đi một mình đi. Ông đừng có rủ chồng tôi đi nghe không? Những con cua này chắc và nhiều gạch phải biết. Còn những chú ếch đồng này thì thế nào? Da bóng láng mập mạp thế này mà lăn bột chiên bơ hay xào xả ớt thì món nào cũng hết ý phải không? Lại còn cá kèo, lương đang quẩy mình như chào mời, làm sao có thể mua hết đây? Thôi, xin hẹn hôm khác vậy. Không chỉ có tôm, cá, cua, ếch mới thu hút được người mua. Những gian hàng bán thịt gia cầm, gia súc trông cũng vô cùng hấp dẫn bởi cách sắp xếp, treo lủng lẳng, luôn như mời chào quyến rũ khách hàng. Kỳ này cho anh đi nghe. Chưa có đi được đâu. Trời thanh gió mát, cá cắn câu ngoài đuôi gọi nhà. Trời thanh gió mát, anh cho em đi với nha. Nửa đêm văng câu, anh ngước lên có muôn gì sao? Anh đi văng câu chứ đâu có đi với ai đâu mà hỏi hoài.